Chào các bạn quay lại với kênh YouTube Dân Đảo Cực Đông. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái hành trình mình đi bắt những con ốc về làm cái món ốc biển xèo xèo ớt để chia sẻ với tất cả các bạn. Thì hiện nay mình đang đứng ở trên một ngành đế, các bạn có thể quan sát được nước biển đang rất là trong và rất là sạch các bạn. Thì đây là cái đảo của mình đang sinh sống rồi các bạn đó. Thì giờ mình sẽ đi bắt những con ốc ở trên những cái gành đế này về xèo cái món là ốc xèo xèo ớt để chia sẻ với tất cả mọi người có thể biết được hành trình của mình. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt những con ốc ở trên gành đế này các bạn. Đây các bạn có thể quan sát đây, có những con ốc các bạn, là những con ốc đây nè, nó nằm trên gành đế này các bạn, rất là nhiều các bạn. Rồi giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi các bạn. Rồi. Các bạn nghe nói này ốc rất là nhiều nè. Rồi mình sẽ bắt rồi. Rồi những con ốc này mày về xèo xèo ớt thì rất là ngon các bạn. Rồi rất là yêu các bạn. Rồi các bạn, giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài kia để mình bắt cho nhiều ốc hơn các bạn ạ. Rồi nước biển đang rất là lớn rồi các bạn, không phải mùa nước cạn nữa. Rồi các bạn thấy thế này, ốc nè. Đó. Nữa này các bạn. Đây. Rồi đây. À khoảng 10 phút bắt ốc thì mình để bắt được một lượng ốc như thế này các bạn. Thì ốc rất là nhiều nhưng mình hôm nay mình chỉ bắt một số như thế này thôi để review cho các bạn là cái món ốc biển xèo xèo ớt và chia sẻ cái hành trình mình đi bắt những con ốc biển này các bạn. Và các bạn có thể thấy là mình bắt chỉ 10 phút thôi nhưng mà rất là nhiều rồi các bạn. Đó, những ốc rồi các bạn. Đây. Nó còn bò nữa các bạn. Đây các bạn, nó còn bò nè. Đây đúng rồi. Đó, thúc về rồi. Thì ngồi ra các bạn có thể quan sát là cái hòn đế mà mình trả những con ốc này ra thì có rất là nhiều ốc rồi các bạn. Rất là nhiều ốc đang đu vào trên cành đế này các bạn. Đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ về nhà về làm cái món ốc biển xèo xèo ớt để chia sẻ với tất cả các bạn. Trước khi xèo xèo ớt thì mình sẽ phải luộc chín những con ốc biển này. Về ở mình á, mọi khi mà họ thường luộc ốc biển này để khỏi bị thục vào thì họ thường dùng nước biển các bạn. Bây giờ mình đang ngồi trên biển và mình sẽ múc cái nước biển này các bạn để luộc những con ốc này. Đây mình dùng cái kem mình múc nước rồi các bạn. Đây. Bây giờ thì mình sẽ đổ vào trong nước các bạn, nước son. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị về nhà về luộc cái son ốc này trước khi mình xào xào ớt các bạn. Thì bây giờ mình sẽ luộc cái nồi ốc này các bạn để cho nó chín các bạn. Thì trong quá trình mình
luộc ốc cho nó chín, mình chờ ốc chín các bạn. Thì giờ mình sẽ làm đó chính là mình sơ chế sẻ với ớt này các bạn, để mình làm cái món ốc biển xào sẻ ớt các bạn. Rồi giờ mình sẽ đập những cái củ sẻ đó các bạn. Rồi giờ mình sẽ cắt những cái củ sẻ này bỏ vào trong cái tô này các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ớt các bạn. Đó, sau khi mình luộc chín những ốc như thế này rồi các bạn, thì mình sẽ để vào rổ để cho nó ráo nước các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị sẵn lại một cái chảo dầu ăn để bắt lên cho nó sôi các bạn. Ngoài ra thì vừa rồi là mình để sơ chế những cái củ sẻ về ớt này các bạn. Bây giờ là dầu ăn này để sôi. Về mình sẽ đổ những con cái rổ ốc này các bạn vào trong cái dầu ăn vừa rồi. Vì những con ốc này mình để luộc chín rồi các bạn, nên mình chỉ cần xèo cho nó thấm vào trong con ốc thôi là mình rất là ngon các bạn. Đây. Dầu để sôi các bạn. Trong quá trình mình chờ cho ốc dầu nó thấm vào trong ốc các bạn. Và mình ngồi đây thì mình sẽ đổ sẻ với ớt vào các bạn đây. Bây giờ thì chúng ta chỉ nêm một ít bột ngọt các bạn. Đây các bạn, đây nêm một ít bột ngọt. Chúng ta đảo đều lên các bạn, nêm một ít bột ngọt. Một ít đường các bạn. Đây. Về ngoài ra thì mình còn nêm mình nêm thêm muối nữa các bạn. Đây là muối nữa các bạn. À, một muỗng muối nữa các bạn. À.
Rồi chúng ta sẽ để đều lên. Vị ốc này để chín rồi các bạn, nên chỉ cần làm cho những cái gia vị nó thấm vào trong ốc thôi các bạn. Thì sau khi mà chúng ta xào chín ốc này rồi các bạn, thì chúng ta sẽ tắt ga về đem xuống để chuẩn bị thưởng thức các bạn. Về mình để thưởng thức cái món ốc biển xào xào ớt này thì mình có chuẩn bị sẵn đó là muối ớt xanh các bạn. Đây các bạn có thể thấy. Rồi. Về đây là những cái kim mà mình dùng để lấy những cái thịt những con ốc này đây các bạn. Bây giờ chúng ta mình sẽ quay gần hơn về cái món ốc biển mà mình vừa làm xong các bạn. Đây. Khi các bạn xem kênh của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực chia sẻ nhiều video hay hơn nữa để phục vụ tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.